Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá chôm chôm, giá nhãn ngày 17 tháng 7 năm 2023 giá đi ngang. Giá hôm nay cụ thể như sau: nhãn y đo dao động từ 12 cho tới 14.000 đồng một ký. Nhãn da bò có giá từ 8.000 cho tới 10.000 đồng một ký. Nhãn xuồng là từ 20 cho tới 22.000 đồng một ký. Chôm chôm java từ 5.000 cho tới 6.000 đồng một ký. Chôm chôm đường từ 10.000 cho tới 12.000 đồng một ký. Chôm chôm thái dao động từ 14.000 cho tới 15.000 đồng một ký. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào.